Ok chào bạn. Mà đầu này mình đã thi đấu với một đối thủ Việt Nam, Elo là hơn 2.001, cũng khá cao. Và trong ván đấu trên thì mình cầm quân trắng. Chúng ta sẽ cùng xem xét ngay. Ở ván đấu này thì mình vẫn bắt đầu với nước D4 quen thuộc. Trắng đẩy tốt lên E6, mình lên tốt C4, D6, à xin lỗi D5. Đấy thì mình lên mã C3 và đen ghim tượng B4. Trong đầu trên thì mình quyết định là đưa hậu lên để giữ mã. Đen phát triển mã lên F6. Tiếp theo đến lượt trắng. Đây mình lên mã F3. Đen nhập thành. Ở đây thì mình ăn tốt. Đen này tốt ăn lên và mình ghim tượng của mã. Bây giờ thế trận nó giống với ván đấu Gambit hậu. Ở đây thì đen đẩy tốt lên C6 củng cố vị trí D5. Mình đẩy tốt lên E3. Chuẩn bị lên tượng và nhập thành. Đây thì đen lên mã, mình lên tượng. Đẩy tốt đuổi tượng, mình lùi tượng về. Ra xe và mình nhập thành. Như vậy là sau khoảng hơn chục nước thì chúng ta thấy là hai bên đã phát triển quân xong. Tiếp theo đến mình. Thì ở đây chúng ta thấy là với cấu trúc tốt của đen như này thì thông thường mình sẽ đẩy tốt lên để tạo gọi là cuộc tấn công thiểu số phá cấu trúc tốt của đen. Thì ý tưởng chính là như vậy. Rồi đến lượt trắng. À xin lỗi, mình vừa nhập thành rồi, đến lượt đen. Đây đen lùi tượng về E7 để tháo ghim. Mình đẩy tốt lên A4. Đen đưa mã lên muốn đổi tượng. Ở đây thì chúng ta có đổi hay không? Thì nếu chúng ta lùi về thì mã sẽ ăn tượng. Vậy là mình quyết định là đổi tượng. Còn một ý tưởng nữa đó là quân tượng đen này đã bị chặn bởi chuỗi tốt này, tức là nó cái tầm hoạt động của nó không 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 nhiều. Vậy chúng ta sẽ đổi với quân tượng của đen. Đây thì đen ăn lên. Mình đưa xe ra, chúng ta thấy là mình chuẩn bị đẩy tốt lên B4, sau đó là B5. Thì để tránh được này, đen đẩy tốt lên A5. Tiếp theo đến lượt trắng. Đây mình đưa tượng lên, nước đưa tượng có thể là cũng không có nhiều giá trị. Đấy, ngay lập tức thì đen đưa mã về và một nước blunder. Cho thấy là nếu mình lấy tượng để ăn tượng của đen thì ở đây mình tính là quân tượng của đen là quân tượng không phát triển vì nó đang bị chặn bởi chuỗi tốt này. Vậy đổi sẽ ăn nước không hay. Mình quyết định là giật tượng về. Nhưng mà đây là một nước lỡ chiến thắng vì sao? Trong trường hợp này nếu mình ăn tượng đen sẽ lấy sen sang và mình sẽ đưa hậu lên E5 thì sẽ bắt đôi mã hoặc xe. Ở đây thì mình đã bỏ lỡ nước này. Vậy nó tính là nước blunder. Rồi, tiếp theo đến lượt đen. Đen đưa mã lên. Chúng ta thấy là mục đích của đen sẽ là đưa vào ô B4 để tấn công tượng và hậu. Ở đây thì mình lên tượng để tránh mất tượng. Đen đưa vào, mình lùi tượng về. Đen đưa tượng lên, đuổi xe. Đây mình vào xe. Rồi, đến lượt đen. Đen lùi mã về. Mình đưa mã lên. Ở đây thì đen lại lùi tiếp mã về và mình lại lùi mã về. Rồi, tiếp theo đến lượt đen. Đây thì đen lên hậu. Cũng chưa biết làm gì, có lẽ là đen muốn đẩy tốt lên. Đây thì mình lùi mã về, cho thấy là mình muốn tiêu diệt con mã mạnh của đen, đồng thời hậu tiếp tục tấn công vào vị trí ở B7. Ở đây thì đen không ăn. Lên xe. Có đen muốn chồng xe ra cột cột E hoặc là quân xe sẽ bảo vệ cho quân tốt ở B7. Ở đây mình ăn. Đen lấy tốt lên. Rồi chúng ta thấy đen đã có một quân tốt yếu ở đây. Đến lượt mình. Đây mình đưa xe ra một nước để phát triển xe thôi. Đen đưa xe lên. Chưa biết điểm gì, có lẽ là một là đen muốn đẩy tốt lên C5. Tốt ăn thì mã ăn lên, như vậy là sẽ tránh không sẽ giúp quân mã hoạt động hơn thôi. Tiếp theo đến mình đẩy tốt lên một nước để tránh cho tượng ghim mã. Rồi đen đưa mã lên đuổi tốt. Đây mình phải đưa xe ra để giữ. Đẩy tốt lên nước mistake. Chúng ta thấy là một nước để đen phong tỏa vị trí của quân mã của mình. Rồi đến lượt mình. Đây thì mình đưa tượng lên muốn đổi tượng với đen. Đây thì đen về hậu nước Palander. Tại sao? Chúng ta thấy là quân hậu đang phòng thủ cho tốt ở B4, nhưng mà đây thì đen về hậu
và đen có thể bị mất tốt ở B4. Rồi mình đưa mã lên, ở đây thì mình cứ chưa vội ăn, mình để cho đen ăn vào và hậu ăn sang. Sau đó thì con mã sẽ kiểm soát vị trí F5, một vị trí mạnh cho mã. Tuy nhiên thì đen lại không ăn, đen lại vào tượng đây, nước blunder. Mình ăn, đen lại sen lên, mình lùi mã về, chạy mã. Đen đẩy tốt lên, có lẽ là đen muốn tấn công ở vị trí, tức là đen muốn đẩy xuống để phá con sút tốt của mình. Rồi, bây giờ thì mình ăn, đuổi mã. Ở đây thì đen phải về giữ, mình về mã đuổi xe, lùi xe về, đưa mã lên, cho thấy một nước chuẩn bị đuổi hậu và xe, bắt đôi. Ở đây thì đen lùi hậu vào. Nói chung đen, chúng ta thấy là đen đánh cũng khá là tỉnh trong ván đấu này, chưa mắc sai lầm nào nghiêm trọng. Rồi, đây thì mình lao mã lên đuổi xe, về xe. Ở đây thì hậu đã giữ mã, mình đuổi tốt, chứ đuổi mã, lao mã lên, đẩy tốt xuống tiếp. Ở đây ăn thì xe mình ăn lên, nhưng mà đen không ăn, đen đuổi mã, mình lại về mã, về mã. Cho thấy là đen đánh khá chuẩn để mà đưa quân mã lên E4, tạo một quân mã ở trung tâm. Mình lên xe, ở đây mục đích mình muốn chồng nốt xe vào vị trí ở B3. Đen lao mã lên. Đây thì mình vào xe để giữ tốt trước, sau đó mình vào xe để tấn công quân tốt ở B3. À xin lỗi, B6. Rồi, đen đẩy tốt lên, mình ăn. Vào hậu. Lúc này chúng ta thấy là đen lại từ bỏ việc bảo vệ tốt ở B6. Ăn luôn. Hậu ăn tốt. Chiếu. Lên vua. Về hậu. Ở đây thì mình lùi hậu về để phòng thủ và có thể đổi hậu nếu cần. Ở đây thì đen không đổi, đen lùi về. Chúng ta thấy là đen chỉ còn hơn chục giây. À đây, mình cũng chỉ còn có 12 phẩy mấy giây. Hai bên đang xem nhau. Mình đẩy tốt lên. Vào xe. Vào xe. Lên hậu, lên vua. Rồi, mục đích của mình sẽ là chồng quân xe ra cột H. Đây, đen đuổi hậu, mình cũng đuổi hậu. Đây, chúng ta thấy là mình còn chỉ hơn 5 giây và đen cũng chỉ còn hơn 5 giây. Đen ăn, mình ăn về. Lúc này thì đen chỉ còn khoảng 3 giây. Đen ăn hậu, mình ăn mã lên. Hai bên đều xem nhau, 3,3 giây và 3,4 giây. Rồi, đến lượt mình. À đây, đến đen ăn tốt, mình chiếu. Lùi vua về, vâng. Với nước lùi vua về thì đen đã mất khá nhiều thời gian suy nghĩ. Đen mất 3 giây để lùi vua về. Và đây thì mình lên vua, giữ tốt. Và đen đã hết giờ. Ở đây thì mình đè khoảng 80%. Chúng ta thấy là các cấu trúc tốt của đen yếu hơn. Quân vua thì đã bị phong tỏa ở hàng ngang này. Xe thì sẽ không thể kết hợp với mã để tiêu diệt tốt ở F2. Lúc này thì quân mã của mình sẽ tự do di chuyển và sẽ đi bắt tốt trong các trường hợp nếu cần thiết. Và ok, một chiến thắng cho ZTC, đối thủ Sleepwood của Việt Nam, 2108. Thực ra đối thủ này elo là 2118, nhưng mà sau đấy đánh với mình thì bị mất 10 elo, còn 2108. Ok, cuối cùng hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.